Trong cái video này sẽ nói về cách chữa bệnh cái đau dây thần kinh số 5 các bác nhé. Thì cái đau dây thần kinh số 5 ấy thì nhiều bác nào mà bị rồi thì sẽ rõ. Cái dây thần kinh số 5 hay còn gọi là cái dây thần kinh tam thoa. Khi mà các bác bị thì ở cái phần má này, có thể là bên trái hoặc qua bên phải. Thì ở đây ấy, nó chia bắt đầu từ phần tai này, nó chia làm ba. Một cái nhánh là ra má, một nhánh là lên trên trán và một nhánh xuống hàm. Thì nếu mà đau cả ba nhánh thì nó rất là đau, đau toàn bộ phần mặt này. Thì mỗi người đau một kiểu, có người đau như châm chích, dao chích, có người đau như điện giật, có người thì lại không đau, hoặc là có người nó chỉ ê thôi, có người thì chảy nước mắt, có người thì nó giật ở vùng má này, và có người thì nó đau phần răng này. Mà tôi gặp là nhiều thì nhiều người là liên quan đến phần phần răng này nhiều. Hoặc là phần mắt này, nước mắt này. Tức là nhánh trên và nhánh dưới. Có người thì không đau, có người chỉ ê. Nhưng túm lại là cái gì thì cái đã ảnh hưởng đến dây thần kinh này rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến răng này, đến nước bọt này, hoặc là nước mắt. Thì nó rất khó chịu. Và theo thống kê của y học ấy thì thấy rằng là đa phần nên là những người cao tuổi, những người đa số phần là những người cao tuổi mới bị nhé, còn trẻ tuổi là ít. Đấy. Thì nguyên nhân của Đông y đưa ra đó là do bác bị nhiễm độc đường ruột. Đấy. Từ nhiễm độc đường ruột đó mà nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Có những người thì nó không gây thần kinh trên ba thì nó lại gây ra thần kinh liên sườn, gây ra zona thần kinh hoặc gây ra các bệnh khác. Có người thì nó gây ra thần kinh sinh bạc nha. Đấy, có người nó gây ra bệnh khác vì do mỗi người một cái cơ địa khác nhau cho nên cái việc bệnh nó cũng chuyển theo các chỗ khác nhau. Hay theo đông y nó có một câu nói nó là do cái chuyển kinh bệnh thì mỗi người một cái nó chuyển khác nhau cho nên là bệnh nó cũng sẽ khác nhau. Hay nói đơn giản nó là cơ địa khác nhau, bệnh nó sẽ khác nhau. Để chữa được cái đau dây thần kinh sinh ba này thì theo quan điểm của cá nhân tôi là dùng thuốc giải độc, chủ yếu là giải độc đường ruột nha. Tức là dùng thuốc giải độc để nó giải, nó thải cái chất độc mà từ ruột ấy nó tác động vào hệ thần kinh. Sau đó hệ thần kinh thì nó tác động vào cái thần kinh sinh ba này, thì giải ra. Có những người uống thì giải rất là nhanh, có những người uống thì giải rất chậm. Thường ấy thì nếu mà khi mà bị tính cấp bách thì nó sẽ giải nhanh. Hay còn nếu mà tính mãn tính ấy, bị lâu rồi ấy, thì nó giải chậm. Thường ấy thì có một cái gói nhỏ nhỏ này thôi. Này, một bột nhỏ này thôi. Để các bác sử dụng trước để khỏi phải tốn tiền của các bác nha. Các bác chẳng may mà bị cái đau dây thần kinh sinh ba hay đau dây thần kinh tam thoa thì các bác cần dùng một gói này đã. Dùng một gói này mà thấy nó có chuyển biến hoặc là có đỡ, tóm lại là phải có đỡ nhiều thì càng tốt, còn không thì cũng phải có chuyển biến, phải đỡ một ít nhé thì mới có tiếp tục uống. Nếu còn uống mà nó không đỡ một tí nào thì các bác cũng không cần phải đặt hàng thêm nữa. Thế còn nếu mà đỡ thì các bác nên đặt, bởi vì riêng dùng cái thảo dược này nó không những chữa cho các bác về thần kinh sinh ba đâu mà nó còn có tác dụng thải độc cái đường ruột của các bác ra. Thải độc đường ruột thì các bác có những lợi gì? Thứ nhất là các bác được cái đường ruột sạch sẽ nha. Nó sẽ loại trừ ra một số các bệnh mà các bác có thể nhiễm phải, ví dụ như viêm đại tràng, polyp đại tràng hoặc polyp dạ dày, trĩ nội, trĩ ngoại đấy, hoặc là nứt kẽ hậu môn và một số các bệnh khác nó sẽ do cái tính chất của cái nhiễm độc đường ruột đấy mà nó ảnh hưởng đến thì có thể là gây ra các bệnh khác như là thần kinh zona hoặc là một số các cái chứng bệnh mà các bác không nghĩ tới và hiện nay y học cũng chưa thống kê. Thì trong cái video này xin giới thiệu tới các bác và tới các bạn là cái thảo dược có cái tác dụng chữa cái đau dây thần kinh số 5. Cách dùng thì ngày các bác dùng 2 lần, mỗi lần các bác dùng từ 2 cho đến 3 cái thìa sữa chua đong đầy cái bột này nhé. Đấy, bác đong đầy nhé. Các bác cho vào nước uống hoặc là cho thẳng vào mồm xong các bác uống cũng được.
khi uống ấy thì trong vòng khoảng độ 1 tuần đầu thì nó thải độc, nó gây co bắp đi ngoài nhé. Còn từ những tuần sau đi thì nó vẫn gây đi ngoài nhưng nó sẽ ổn định hơn. Đấy, vì vậy cho nên nếu mà các bác mà mới dùng ấy thì nó sẽ gây đi ngoài khá là mạnh, nhưng nó sẽ không gây mệt cho các bác đâu, nó chỉ gây bất tiện cho các bác là nó phải đi ngoài. Nhưng cái đi ngoài đấy chính là cái thải độc trong cơ thể, thải độc đường ruột của các bác ra nhé. Khi đi ngoài thế thì cái bệnh nó sẽ đỡ dần đỡ dần. Trong trường hợp mà các bác không đỡ thì các bác không cần phải dùng nữa. Thế còn nếu mà các bác đỡ thì các bác lấy tiếp. Các bác muốn lấy cái thảo dược này thì vui lòng liên hệ qua số là 0932 340 345. Số điện thoại có kết nối Zalo nhé. Các bác cần tư vấn thêm thì cứ hỏi qua Zalo, chúng tôi sẽ trả lời cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và các bạn trong những cái video tiếp theo nhé.